Hôm nay ngày 13 tháng 4, cơ quan điều tra công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Thảo, 32 tuổi, trú phường Tân Phong, thành phố Lai Châu để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Theo cơ quan công an, vào chiều tối ngày 10 tháng 4, Thảo đi xe máy SH đến cây xăng ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, đối diện bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu mua xăng. Khi nhân viên trả lại tiền thừa cho mình thấy vắng người, Thảo giật tập tiền của người này rồi tăng ga bỏ chạy. Nhân viên cây xăng đã giật lại được tập tiền nên Thảo không thực hiện được ý định.